Vâng, em chào các bác nha. Đây là một những cặp lóng tăng noi đến từ Anh Quốc, rất là hiếm các bác. Cặp này là các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Nếu các bác nghe nhạc thì các bác nghe trong phòng gọi là dòng lóng Bossel các bác, Bossel bass 18 nha. Nó như robot các bác, nó thi kích thước cỡ ngang ngang robot nha. Nhưng mà những dòng robot 351 series 2 rồi nghe không có cửa với những dòng tăng noi này đâu nha. Còn này các bác hát karaoke vô tư nha. Nhà các bác phòng nhỏ thì các bác sở hữu một cặp như thế này, kèm theo một con súp. Đây là các bác đã có một bộ karaoke rồi. Tăng loa E6 nha, tăng loa E6 hàng bãi của Anh Quốc nha. Những con này hàng lưu kho các bác, nhưng mà nó theo thời gian thôi nha, chứ còn những cái rác nó còn nguyên, nó chưa bóc ra để cắm bắp chuối này. Nó sử dụng, nó là dòng loa vừa nghe vừa hát, mắt in UK, tăng loa E6. Sử dụng rác Nutrix luôn các bác, Nutrix rồi. Dòng này ở nước ngoài họ dùng làm lo lời này các bác, lo lời. Nếu hỗ trợ trong phòng, trong cái bộ dàn karaoke có thể dùng làm lo lời nha. Còn nếu phòng chúng ta nhỏ thì chúng ta có thể dùng cặp này hát karaoke vô tư nha. Thì nó như robot vậy đó. Còn nếu các bác nhà đã có những dàn mà full 40-50 rồi, cần một cái cặp loa để hỗ trợ giải cao nó tốt hơn, giải mic nó dày và nó hát khỏe hơn, thì các bác liên lấy bộ cặp này. Giải mic nó sẽ rồng lòng lỏng hơn so với những dòng loa full. Bát đồng trục nha, bát đồng trục 218 nha. Cặp này em đang giao các bác là 10 triệu một cặp nha. Hàng hiếm nha các bác. Nó bị tăng noi các bác biết rồi, rất là đẳng cấp. Em sẽ tháo e-can ra để các bác cùng xem cấu hình loa. Loa nó màu trắng nha bác, nguyên bản nó màu trắng, nhựa màu trắng nha. Tăng noi các bác có thể đứng như thế này hoặc là để nệm nha. Đấy, để nệm để đứng đều được. Nếu các bác nào phòng nhỏ mà thích một cặp robot sell như thế này thì các bác có thể lấy ghép một con âm ly nghe nhạc và có thể thoải mái nghe nhạc, và sau này có thể hát karaoke vô tư, tại vì nó là dòng loa vừa nghe vừa hát, cũng như là bot, nhưng mà nó về nghe là nó hay hơn robot khá là nhiều quá. Giải nó rất là mịn mà, độ tách âm rất tốt, đặc trưng của tăng noi rồi. Đây là cấu hình loa của nó các bác. Đặc trưng của tăng noi thì nó là loa đồng trục nha các bác, bass mic chép nó ở một chỗ ra hết, nên là cái giải âm nó rất là hay, bốn lỗ thông hơi. Đây là dòng loa nghe nhạc hát karaoke gọi là chuyên nghiệp của hãng tăng noi nha. Sau đây em mời các bác cùng xem cấu hình của em nó luôn nha. Những cặp này mà các bác nào làm cà phê sân vườn hoặc là quán đàm đạo trà lá thì lấy cặp này về nghe nhạc và treo rất tuyệt vời luôn nha. Đây nha các bác, nó là gần zin hết nha, và gần zin cuồng su nha, đặc trưng của tăng noi. Đây là phần lo mic và phía trong là phần lo trep nha. Tuy nó là đồng trục có tất cả bát mic trep ở một chỗ ra như em nói lúc trước. Đây các bác thấy nó phê không? Đây là phần giá cao, đây là phần giá bát. Củ từ nó to hơn lo bot những dòng 3 series rất là nhiều các bác. Lo bot thì từ nó bằng này thôi. Hey. Nhưng mà cái con tăng noi này nó từ chính to khiếp không các bác. Đấy, từ 7 màu hết nha. Tất cả là zin hết nha các bác. Phần tầng nằm bên trong. Cái phần loa, cái từ loa chép là nó bằng cái loa bot các bác, bằng loa bot, cái từ bass loa bot. Còn cái từ của loa này thì nó to chắc là 15. Còn cái từ loa chép là khá lớn, khoảng là 10 đấy. Thần trật luôn nha các bác. Nên nó là chuyên nghiệp. Các bác vừa nghe nhạc vừa có thể hát karaoke. Sau đây em gắn vào và mời các bác cùng thưởng thức sắc âm của cặp tăng loa E6 này, chuyên nghiệp vừa nghe vừa hát. Vâng, sau đây mời các bác cùng nghe. Ai tôi rồi từng năm trôi, tiếng khá là dài, dài chép rất là bén mịn. Đặc trưng của tăng loa rồi nha. Hình bóng ấy quay trở về, chỉ vì tim tôi ghi khắc tình em mà. Đối với cặp này các bác hát to hát lớn vô tư nha. Công suất của nó gấp đôi cặp bot 351 series 3 nha. Em ơi, cả đời mình em thôi. Người tình ơi biết không, vì nợ xin giá là 10 triệu một cặp nha. Bác nào chuyển con đủ thì em vẫn bớt 200.000.
rất là nhiều video. Bác nào muốn sở hữu những cặp hàng hiếm này thì alo cho em Tăng Noi Y6 nha.